Hello bạn Nam. Dạ em chào anh, dạ chào quý vị khán giả. Hiện nay em còn làm kênh Lang Thang Kiên Giang không hay là làm kênh khác? Dạ em vẫn còn làm kênh Lang Thang Kiên Giang. Với lại kênh mới của em thì tên là Nanka. Thì hồi bữa anh cũng có quay clip mà Trọng Súng có một vị đạo diễn muốn thuê Trọng Súng đóng phim 2 tỷ quay trong vòng 7 tháng. Dạ. Thì với cương vị là em cũng là từng là sếp của Trọng Súng, là nhà sản xuất MV ca nhạc cho Trọng Súng MV Vạn Tỷ, thì em có nghĩ rằng cái đạo diễn đó là có thật không hay là chỉ trêu đùa Trọng Súng? Em nói chung với em, theo em thì em nghe anh Trọng nói thôi, chứ còn em thì chắc em không tin. Tại vì không, anh Trọng Súng nếu mà diễn viên chuyên nghiệp thì không biết là có cách xê tới 2 tỷ chưa nữa. Mà anh Trọng Súng chỉ đóng vai, nếu có đóng vai thì giống vai giỏi lắm là vai quần chúng thôi, hay là những vai phụ thôi, chứ không có thể nào mà tới cách xê tới 2 tỷ nữa. Đúng rồi, tại diễn bên diễn viên thì phải có cái gọi là gì, người ta qua trường lớp và đào tạo, trường lớp đào tạo với lại người ta diễn xuất nó như thế nào mới được. Dạ. Chứ mình tay ngang đâu có thể nào diễn ok được. Còn ông Trọng nó ông mừng lắm, ông vui lắm mà. Dạ, ông đi phe khắp làng chân hồi sáng giờ. Với lại còn ông Trọng là cái tính của ông là lơ phất phơ đó, ông đọc kịch bản chắc ông diễn là bậy hết. Diễn theo bản năng thì được, chứ còn học theo kịch bản là hơi khó. Hồi xưa em cũng có la quay MV Trọng đó, mà nói kịch bản Trọng nhắc ông giống như là cha mà dắt con học bài á, ông không có nhớ. Có khi nào người ta chỉ nói cho nó vậy thôi, chứ còn để đóng phim là một chuyện rất là lớn, chứ đâu phải đơn giản đâu để đi đóng được. Dạ đúng rồi. Có em nghĩ là với chiêu ông Trọng thôi, hoặc là nếu mà có đóng thì cũng giống đây đóng vai quần chúng thôi. Nhưng mà biết đâu thì ông cứ tưởng thiệt rồi ông mượn tiền tỷ rồi ông mang tiêu xong rồi nó đóng phim trả nợ như cái đợt mà ông đi biển về ông biểu vợ ông ăn uống sắm sửa đi anh chuẩn bị trúng cái mẹ lớn rồi thăm nợ nữa à. Cái đó là chết luôn. thì em cũng tiếp xúc cận kề với Trọng Súng, thì em thấy dạo này Trọng Súng với vợ Trọng Súng có thay đổi tích cực gì không? Không, em thấy là cứ có chuyện miết luôn, cứ hết. Hai ba bữa là có biến hả? Có biến, hai ba bữa là có biến, giống như là phim mà nó sắp hết cái là có tập mới để coi. Như là đạo diễn luôn hả? Đúng rồi, như đạo diễn vậy đó. Trọng Súng là ai mà đụng tới Trọng Súng là cũng dính trượng á, nó kiểu như là có drama á. Dạ đúng rồi, không hiểu luôn, cái gì nó cũng nói, cái gì nó cũng lên mạng thôi, không biết đâu mà lần. Tại cái tính của ông Trọng là kiểu mà ổng không, cái miệng của ổng không có kín á, cứ có cái chuyện gì một cái là ổng đi đụng người này người nào ổng cũng nói hết trơn á. Nên là thí dụ nha, hai vợ chồng ổng cãi nhau đi, cái ổng gặp em đi, cái ổng cãi hết trơn vậy đó, xong cái ổng gặp người khác ổng cãi cho y chang vậy, mà người ta quay thì người ta ổng kể thì người ta ghi hình ổng lại, xong cái đăng lên rồi, xong cái vợ ổng điện ổng chửi ổng, xong cái ổng lại kêu mình xóa đó, vậy đó. Là cái miệng của ông Trọng, tại cái miệng của ông Trọng thôi. Dạo này anh thấy em giật tích vợ anh quá trời, ông giận em đó, em có biết không? Có. Tại nói chung là tại em làm YouTube thì cũng có cái giật tích vậy thôi, nhưng mà giật tích những cái mà ảnh chia sẻ cho em thôi, chứ không phải là em đi giật tích mà em nói bậy. Hay là em không có cái mục đích của em là không có bêu xấu ai hết trơn á. Thế là nãy anh hỏi là có sự thay đổi tích cực gì về Trọng Súng không? Có thấy em có thấy gì không? Ví dụ hồi xưa năm rồi giờ được lên 7, 8 gì không? Hay là vẫn dậm chân không, tại em chỗ? Không, em thấy vẫn vậy. Thấy âm hả? Em thấy vẫn vậy. Hay là âm nữa chứ âm điểm không hả? Chưa có gọi là gì tiến triển hết. Theo như quan sát của anh đó, nó buôn bán như mà cà lơ phất phơ, không có trách nhiệm gì hết trơn á. Nó buôn bán mà nó không biết cần những cái gì và không cần những cái gì. Ví dụ như nó bán khu vực Bình Tân là công nhân nhiều, mà nó bán sầu riêng. Sầu riêng mà bán 70.000 ký ai mua? Dạ đúng rồi. Giả sử có Mạnh Thường Quân muốn mua vài ký cũng không dám mua nữa, mắc quá. Nó có thể bán được bưởi nè, măng cục nè, nhãn nè, chôm chôm nè, ổi nè, cóc nè, vải nè, mấy món theo mùa đó, rồi dễ mua. Ví dụ lỡ nó bán ế quá, anh em YouTuber mua người 2 ký 5 ký thì cũng được. Với sầu riêng quý vị ơi, 70.000 ký một cái gần cái 300.000 luôn,
nhưng mà có nhiều cá thì ăn rất ngon, nhiều cá nó bị sượng hư nữa, mình đâu có biết đâu. Mà lần hồi nãy hôm qua nó bán manh cục, nó đi chợ đầu mối nó mua 20.000 bằng 30.000 một ký mà nó bán 35.000. Thử hỏi quý vị, nó bán 35.000 mà một ký nó lời có 5.000 à, nó lời cái gì? Hao hụt hư nữa sao mà có lời. Hồi sáng lúc đầu á, ảnh đi ra ảnh chỉ định lấy sầu riêng thôi. Rồi xong á, ảnh nói là có một cái cô nào á, là đặt có 5kg thôi. Ừ. Rồi anh phải, ảnh nói là ảnh hứa rồi nên là ảnh phải mua. Mà người ở chỗ giữa đó thì người ta không có bán lẻ, người ta bán là một thùng như là mười mấy ký hoặc là 20-30kg gì đó. À, đầu ảnh mới mua luôn á. Với lại bồng bon tới 70.000 một ký nó bán lẻ luôn. Dạ. Trời ơi, anh không hiểu luôn á. Nó bán cho khu nhà nghèo mà nó bán như quận 1 vậy đó. Rồi bồng bon anh mua chợ Gò Vấp anh mua có 50.000 ký, trái nó nhỏ hơn xíu, bồng bon trái nhỏ là ăn nó không bị hột bự. Dạ. Mà nó bán 70.000. Nó thì chỉ có Mạnh Thường Quân giải cứu thôi, chứ ví dụ tự mà những người thực khách mà đi ngoài đường mua rất là ít. Nếu như theo em á, là mà không có anh em YouTuber mà khi mà đợi mà tới ảnh bán ế mà giải cứu á, thì nếu mà anh em YouTuber mà không giải cứu á, thì ông Trọng á, ông sẽ bán rất là chậm, tại ông ý y quá. Cái tính của ông rất là ý y. Khi mà có người giải cứu rồi là ông không có chịu buôn bán đâu, ông có chăm chỉ đâu, ông cứ ra ngồi quán suốt à. Còn giống như nếu mà theo đặt như ví dụ như người ta là sáng người ta đi lấy sớm là bắt đầu là ta bày ra luôn. Đúng rồi, bày ra luôn rồi ta có thể đẩy một góc nào đó hoặc để đó bán rồi, giống như là khách vãng lai từ từ. Rồi ví dụ như có khách đặt online thì mình giao. Còn này là ổng bán giống như là ổng đi làm việc hành chính vậy đó. Sáng ổng đi lấy về rồi ổng bỏ nó đẩy vô nhà. Rồi đúng giờ ổng mới đẩy ra bán. Mà bữa giờ nó có bán đâu, toàn cha nó bán, còn nó đi quần quần nó đi giao thôi. Dạ đúng rồi. Ý là anh muốn Trọng nó bán á, là nó phải bán có lượng khách ổn định, khách vãng lai, chứ không thể nào mà giải cứu mãi được. Giải cứu rồi sau này mình không quay rồi nó bán cho ai? Thì nói chung là theo em giống như là anh em YouTuber á, cũng không phải là mà muốn đi theo quay anh Trọng rồi giải cứu hoài. Tại vì á, là giúp cho anh Trọng cái cần câu rồi, mà cứ anh Trọng cứ ỷ vô mà anh em YouTuber mà cứ bán không hết thì cuối giờ anh em giải cứu như vậy á, thì cũng không được. Ví dụ như một mai nữa mà anh em không có giúp nữa rồi anh Trọng mà cứ ỷ như vậy á, thì anh Trọng cũng có khả năng là banh xác sớm, là ngủ gầm cầu lần thứ ba hả? Dạ chính xác, màn ba cảnh một. Nói chung là Trọng súng thì nó làm biến thì cũng không làm biến, mà làm xiên cũng không làm xiên. Khi mà nó thấy có ai sự giúp đỡ là nó có được cái tính là ỷ y lắm. Dạ. Nên là nó không có chuyên tâm vào làm công việc đó. Cứ nó đi cà rong rồi vô quán cà phê nó ngồi, xong rồi nó đi ra, xong rồi bây giờ nó để ba nó bán đó. Ổng kiểu mà ổng không có tập trung một cái vấn đề gì hết á. Ví dụ như ổng thấy bữa nay ổng bán cái này được 10.000, cái ổng thấy ngày mai ổng thấy cái kia được 15-20.000 là ổng bỏ cái này, ổng bỏ qua cái kia liền à. Người ta bán cái gì cũng phải, anh làm gì cũng phải có kiên trì hết trơn á. Còn ổng không có đâu, ổng thấy cái gì bay nhảy. Ví dụ như bữa nay mà giả sử nha, nếu mà có mời mà đạo diễn nó mời mà 2 tỷ thiệt á, chắc em nghĩ là ổng nghĩ bán trái cây rồi, bắt đầu ổng chuẩn bị ổng đi làm diễn viên, nó là nghề của ổng. Hồi xưa em nói là em hợp tác làm clip với lại quay phim, ổng ngày trả 500.000 mà nó không chịu đi, mà nó ở nhà nó sửa điện thoại, mà đến nỗi nó lộ vốn mà nó vỡ nợ luôn. Dạ đó, ngày xưa là lúc đầu em hợp tác cho ổng, trả cho ổng 1.500.000 mà một lần đi vậy á, tại vì đi xa cả trăm cây số lận. Ừ. Đi đến nơi mà quay á thì em mới là đi 3 ngày mới về, thì một ngày là 500, em phải đi trước khi mà kêu ảnh đi á thì phải chuyển tiền trước, và chuyển 1.500.000 rồi đi, là tiền ăn uống xăng cộ này kia là nói chung là em lo hết. Rồi xong ổng cứ nói đi được mấy ngày, cái ổng nói là vợ con ổng đi rồi ghen, rồi về ổng phải sửa điện thoại, thì ở nhà ổng sửa một lần sửa vậy đó là vô mánh, có người đặt điện thoại liên tục á, ngày ổng kiếm cả 1-2 triệu. Mà em không hiểu sao mà tiền em trả là 3 ngày 1.500.000, rồi tiền ổng làm nó nói ngày 1.000.000 gì đó, mà tới cuối cùng sau này điện thoại lên mượn tiền rồi nói banh xác đi lên đây luôn.
Hồi bữa anh thấy có một chú gì, hồi trước bán anh Trậm bán điện thoại cho ổng, ông gọi anh ông chửi quá trời rồi anh Trậm phải gửi tiền trả luôn đó. Nói chung á là theo em được biết á, anh Trọng hồi đó giờ không có học qua trường lớp về sửa điện thoại. Là nó nổ hả, trùm nổ hả? Mà anh chỉ giống như là anh biết xem, anh xem ở trên YouTube á, người ta dạy ví dụ như bữa nay lên thay cái màn hình hay là thay cục pin gì đó thì anh xem trên YouTube thôi. Rồi bắt đầu anh ngồi anh sửa ở ngoài thôi. Thì anh sửa những cái điện thoại phổ thông ở bình thường thì được. Vậy nên là có nhiều cái khán giả mua rồi bán vốn rồi nó chuyển tiền ngược lại trả người ta đó. Dạ đúng rồi. Cái lỗi làm dừng lỗ làm ăn không tính gì hết trơn á. Nhiều lúc nói nó cũng nó hoài mà nó cũng không tiếp thu thôi chịu. Thì theo em giống như là ông Trọng á, thì cái kiểu mà mình nói không phải là mình lên đây mà mình moi móc cái chuyện của ổng và mình cứ lên mà mình nói xấu ổng. Thật sự em mình cũng đi quay ổng, nhưng mà tại vì mình muốn chia sẻ cho cô chú anh chị biết á, là cái kiểu của ông Trọng á, là mình giúp ra ổng nhưng mà thật sự ổng không có không biết ơn đâu. Đúng biết rồi ơn. Đó dạ. Chỉ có biết giống như là hiện tại là mình giúp hiện tại là ổng biết cái là lúc hiện tại biết thôi. Lúc hiện tại thôi, qua ngày hôm sau là mất tiêu rồi đó, kiểu ổng vậy đó. Giờ cái tính của nó khó thay đổi được lắm, tại vì hồi trước anh cũng có biết là cái thời điểm đầu nó Trọng cũng chơi rất là thân với cái chú Thanh hay chú gì đó, cũng chắc cũng khán giả nhiều người biết đó. Dạ. Xong rồi cũng banh xác luôn của ông, rồi cãi lộn rồi không có chơi nữa. Ai mà chơi với Trọng Súng nhiều thì cũng như kiểu nói là cái tính biết ơn đó, Trọng Súng là nó không có bẩn. Dạ. Nó chỉ biết ơn ví dụ người ta giúp nó ngày hôm nay nó cảm ơn ngày hôm nay thôi, còn ngày hôm sau nó quên mất. Dạ. Thì giống như là anh Trọng có tiền, lúc có tiền ảnh chơi được lắm. Có tiền chơi sang lắm hả? Có tiền là chơi sang lắm. Mà tới hết tiền là rồi kiểu mà này kia nọ là xích mít à. Giống như là khi mà ảnh mới lên vậy, bên chỗ anh Phúc đó, bên Thủ Đức đó, cũng là người ta đúng ra mà mang ơn anh Phúc rất là nhiều á. Từ cũng ngủ ở dầm cầu mà anh Phúc cu mang đem về rồi tạo công ăn việc làm. Rồi anh Phúc á đứng ra nói với anh em YouTuber là cái số tiền mà anh Phúc cho mượn 1 triệu mấy 2 triệu gì đó để cho anh Trọng làm vốn á, là cái này là anh Phúc cho, nhưng mà thật nói sự vậy để nó có trách nhiệm nói là cho mượn. Dạ đúng rồi. Rồi lấy giúp đỡ cho chỗ ở, rồi lấy trái cây, rồi ảnh phải chạy ra dọc đường ảnh mời gọi người ta mua ủng hộ. Nhưng mà tính của vợ anh Trọng thì ở nhà anh cũng biết rồi đó, lười biếng ở dơ trước rồi, nhà dạ, cửa ở người ta mà sẽ dơ. Nhà anh Trọng mà lúc trước ở chỗ nhà anh Phúc chỉ cần mở cửa ra là mùi nước đáy nó khai không thở nổi luôn. Dạ. Đó quý vị, nên là người ta chỉ cũng giống như là mình nói lại thôi, nhắc để mình dọn thôi. Mình để mình sạch sẽ thôi, giữ vệ sinh chung thôi. Mà anh nói là anh tự ái, nói đụng chạm tới vợ anh không được anh mới đi. Mình nghèo mình khổ, ví dụ có đụng chạm gì nữa mình cũng ráng chịu nhịn nhục đi, mình sống đúng không? Dạ. Trong khi nhưng mà tại đó là do mình chứ đâu phải là do người ta đúng nói rồi. Hồi đó anh hỏi ủa có tiền không mà đòi chuyển trọ, rút cuộc nó còn có đúng 500 ngàn đó. Dạ. Là nó qua Bình Tân là nó thuê nhà đó, xong rồi ngày hôm sau rồi cũng có Mạnh Thường Quân cho nên nó bắt đầu trả được đó. Nó gan không? Dạ. Chưa thấy ai không có tiền, chỉ có 500 ngàn trong tay mà dám thuê phòng trọ, dám đi. Mà cái số nó cũng may mắn á. Dạ đúng, may mắn luôn á. Mỗi lần mà nó gặp cái thời điểm khó khăn nhất là cũng có người ủng hộ nó đó. Cũng như bán trái cây cũng vậy. Dạ. Ví dụ bữa 600kg đó là trái cây còn lại cũng đâu có được ngon đâu đúng không? Dạ. Thì đến phút cuối thì cũng có chị Ly bên Úc hỗ trợ là giải cứu nó được 100kg là nó bán sạch sẽ xong rồi về quê luôn. Nhưng mà mới thấy là nghe nói là về quê lên mới gần đây đó thì nghe nói là hết tiền hết nữa, tiền nữa. Em không biết là tiền ổng tiền chi bỏ gì, trong tài khoản hay là tiền hết là không hiểu nổi luôn. Dạ. Trong khi tiền anh biết Mạnh Thường Quân cũng cho cũng khá nhiều đó. Dạ. Nó lại cộng với 50 triệu tiền mẹ anh cho đúng không? Dạ. Rồi anh mua xe rồi trả nợ, không hiểu sao mà nó nói là hết tiền cũng không hiểu nữa. Giờ tiền quan trọng thiệt chứ, đưa nó 2 tỷ nó xài cũng hết. Chính xác. Không biết bao nhiêu là cho đủ nó quý vị ơi. Thì tụi em quay thì tụi em cũng chia sẻ cuộc sống hàng ngày của nó để cho mọi người xem.
có người thích thì người không, có nhiều người rất là thích coi nó. Yeah. Nên là cái lượt view về trọng súng tất cả các anh em YouTuber thì cũng đều có, không có nhiều nhưng mà cũng ok. Còn người ghét thì cũng ghét quá trời luôn, gọi điện nhắn tin chửi. Nhưng mà nói với Bình Định Giáo Yêu thì mình nói với em riêng em á, là em không thích ai là em không coi, mà em cũng không có nói này nói kia, không nhắn tin chửi thằng này thằng kia rồi giúp rồi lừa đảo tùm lum tà la. Mình làm chi vậy, mình mang nghiệp chứ được cái gì. Dạ. Mình giúp được người ta giúp, còn không giúp được thì thôi, mà cũng không nên chửi, chửi bới làm cái gì, đúng không? Dạ. Ví dụ như mình làm nghề YouTuber đi, với anh với em đi, là mình làm nghề YouTuber thì công việc của mình là chính là đi quay, đúng không? Dạ. Mình đâu thể nào mà đứng ở nhà không có biết thực tế bên ngoài như thế nào mà lên nói là như là đúng rồi đó. Rồi anh cảm ơn Nam buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Dạ anh chào tất cả cô chú anh chị. Rồi, và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ like, share và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ Bình Định Giáo Yêu nha cả nhà ơi. Ngoài clip quay trọng súng thì Bình Định Giáo Yêu còn quay rất là nhiều hoàn cảnh bà con cô bác khó khăn. Nhưng mà không hiểu sao thì các clip đó thì view ít nè. Số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ thì cũng không có nhiều quý vị. Nên là cũng có một số khán giả hỏi sao suốt ngày quay trọng súng miết mà không quay hoàn cảnh. Mà quay hoàn cảnh thì cũng ít người xem và tiền cho về cũng ít hơn nữa. Yeah. Đó là không hiểu gì sao luôn. Cái đó là để quý vị hiểu với Bình Định bó tay luôn rồi. Rồi cảm ơn Nam nha. Dạ, một lần nữa.